Thưa quý vị, còn theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh, từ 18 giờ 30 phút tối ngày hôm nay, Công an thành phố sẽ tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, cấm xe trên nhiều tuyến đường. Cụ thể, từ 18 giờ 30 phút tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo sẽ tiến hành cấm xe tải lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo hướng vòng xoay Quách Thị Trang, hướng dẫn cho lưu thông vào đường Dương Bá Trạc, Nguyễn Văn Cừ, giao lộ Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo sẽ cấm xe tải lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo hướng vòng xoay Quách Thị Trang, hướng dẫn cho lưu thông vào đường Nguyễn Thái Học qua quận 4. Tại giao lộ Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh sẽ tiến hành cấm xe tải, ô tô lưu thông vào đường Tôn Đức Thắng hướng về Hàm Nghi, đồng thời cấm ô tô lưu thông vào Hai Bà Trưng hướng Tôn Đức Thắng, hướng dẫn lưu thông theo các đường ngang giao cắt. Từ 21 giờ đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa sẽ tiến hành cấm tất cả các phương tiện lưu thông hướng về Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường làm nhiệm vụ tuần tra, không cho các phương tiện dừng đậu khu vực tuyến Võ Văn Kiệt, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Ký Con.